Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, kênh Hưng Bùi Vlog của mình trên YouTube. Và trong video này thì các bạn sẽ được hướng dẫn cách cái sửa lỗi ảnh sọc như các bạn nhìn thấy trên màn hình như thế này. Thì như các bạn biết là đối với ảnh Landsat 7 thì từ 2003 thì do bị lỗi sensor nên là các cái ảnh chụp nó bị các cái vùng bị mất số liệu như thế và nó tạo thành cái vệt đen như vậy. Thì làm thế nào để mình có thể xóa bỏ nó đi và khôi phục lại ảnh cho những vùng bị mất số liệu, thì trong video này các bạn sẽ được hướng dẫn bằng cách sử dụng phần mềm Envy và một cái tool hỗ trợ mà chúng ta có thể tải trên mạng về. Và xin mời các bạn sẽ theo dõi video hướng dẫn. So hi guys, welcome to my channel, and in this video I want to show you how to fix the errors. Fix the gaps for images, for Landsat images. And you know, from 2013, because the sensor was broken, so you know, for Landsat 7 images, they often have some black and white stripes like this, because you know, there are some gaps with that they are missing data areas. So how to fill gaps? In this video we will be showed how to use Envy programs to fill gaps for Landsat images. So please enjoy the video. Ok, sáng nay mình sẽ hướng dẫn phần đó là xử lý ảnh khi mà bị sọc như này. Thì để xử lý ảnh sọc thì đầu tiên đó là chúng ta cần phải có phần màu sọc của cái phần xử lý ảnh sọc. Thì để chúng ta sẽ lên trên mạng chúng ta download cái phần mở rộng đó là Landsat Draft Film này, thì chúng ta có thể vào đây, đều có hết. Và sau đó chúng ta download cái phần mở rộng này về. Thì sau khi download xong, bước kế đến đó là chúng ta sẽ gắn cái phần mở rộng này vào trong thư mục cài đặt của phần mềm Envy. Thì chúng ta sẽ vào theo cái đường dẫn sau. Và chúng ta bát nó vào trong này. Và bước thứ hai đó là để xử lý, đó là chúng ta cần phải có ảnh của một nghiên cứu không bị lỗi sọc ảnh. Thì đối với Landsat 7 thì từ sau năm 2003 đến nay thì do bị lỗi sensor cho nên toàn bộ các ảnh từ 2013 đến nay thì đều bị sọc hết. Do vậy thì chúng ta phải sử dụng một cái ảnh trước năm 2003. Thì ở đây mình đã download sẵn một cái ảnh của năm 2012. Thì đây chúng ta mở cái ảnh 2012 lên đây. Đây. Chúng ta sẽ sử dụng trực tiếp cái ảnh này dùng để xử lý lỗi sọc cho cái ảnh bên này. Thì để xử lý ảnh sọc thì chúng ta mở chức năng vào sọc vào menu đó là Batch Tool. Rồi sau đó chúng ta chọn cái này, True Session. Rồi chọn cái này, Data Spec. Rồi sau đó chọn Landsat để em. Rồi chọn Landsat Draft Film. Nếu như trong trường hợp máy của các bạn mà không xuất hiện đó là Landsat Draft Film này thì chúng ta phải tắt phần mềm Envy đi. Rồi sau đó khởi động lại chương trình. Chúng ta chọn Landsat Draft Film. Thì phần mở rộng này thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta ba chức năng để xử lý ảnh. Tuy nhiên thì trong ba phương pháp thì cái phương pháp thứ ba này được đánh giá đó là cái phương pháp đó là xử lý ảnh tốt nhất. Chúng ta chọn cái thứ ba này. Rồi ở đây nó là Enter Output. Thì chúng ta chọn cái file xuất ra. Thì ở đây chúng ta chọn đó là ảnh năm 2012 xử lý. Ở đây thì yêu cầu đó là lựa chọn cái ảnh mà sẽ bị xử lý, thì đó chính là ảnh của năm 2012 này sẽ được xử lý. Còn cái ảnh dùng để xử lý đó là ảnh của năm 2012. Ok. Rồi, chúng ta ngồi chờ máy chạy một chút. Thank you.
Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra bằng cái ảnh chúng ta vừa xử lý xong kiểm tra. Thì đây là một cái ảnh của năm 2012 bị sọc. Đây là ảnh của 2012 chúng mình xử lý. Và chúng ta sẽ mở ảnh của năm 2012 sau khi xử lý ở một cái cửa sổ mới. Chúng ta chọn lưu display. Và chọn chế độ ảnh màu. Ta sẽ link ba cái bức ảnh này để quan sát. Chúng nhích chuột phải vào màn hình rồi chọn link đây, chọn ZZ. Ok, đây chúng ta sẽ thấy đây là cái ảnh của năm 2012, còn cái này của năm 2002, và cái ảnh này là sau khi được xử lý ảnh. Ta sẽ thấy ảnh rất tốt và ta sẽ quan sát cái góc thế này đây, sẽ thấy ảnh sau khi được xử lý tương tự như vậy. Chúng ta coi ví dụ trên đường đây. Ảnh bên này bị lỗi và bên này thì đã xử lý. Như vậy là okay, như vậy là chúng ta đã xử lý xong phần ảnh dọc. Bây giờ qua cái nội dung clip tiếp theo, đó là phần tăng cường chất lượng ảnh. Như vậy là video hướng dẫn đã kết thúc, và trong video này thì các bạn đã được hướng dẫn cái cách sử dụng phần mềm Envy để có thể xóa bỏ các sọc ảnh trên ảnh Landsat 7 chúng ta từ khoảng năm 2003 trở lại đây. Và trong video này thì các bạn yên tâm là chúng ta sẽ sử dụng phần mềm Envy chứ không phải một số phần mềm khác. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và rất là mong các bạn có thể đăng ký kênh hoặc là like, share video để có thể ủng hộ mình cùng với các bạn khác có thể phát triển kênh được ngày càng tốt hơn, hoặc là cung cấp cho các bạn những video ngày càng bổ ích hơn. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Thank you very much for watching, and that's all for this video. And in this video, you will be showed how to use Envy to thin gaps for Landsat 7 images. And if you like this video, please subscribe my channel, or like or give me some comments just to support my channel. To produce some more interesting videos in the future for you guys. So once again, thank you very much for watching.